Chào anh em là con gái miền Tây. Mới lên thành phố được có mấy ngày. Nhìn thấy xung quanh người đông đúc, xe cộ sao mà có lúc nhiều, không như quê em quanh năm khung cảnh yên bình. Dạ, hello, xin kính chào quý anh chị. Và hôm nay thì qua Kiểu Hùng Thi cũng xin giới thiệu quý anh chị cái mặt hàng cỏ lạc nha quý anh chị, hay còn gọi là cỏ đậu phộng đó. Thì trước màn hình quý anh chị đây là cái cỏ đậu phộng dạng bầu ha. Đó, về cách mà chúng ta trồng thì về 1 mét quý anh chị trồng từ 16 đến 20 bầu nha. Đó, khi mà nó đến độ tuổi phát triển nó sẽ bò bít mặt đất, và khi đó nó sẽ cho ra cái hoa màu vàng rất là đẹp luôn. Nó phủ cái lớp mặt đất của quý anh chị ha, cái lá nó màu xanh và cái hoa màu vàng nó rất là ok luôn. Nó tạo cái vẻ đẹp, cái mỹ quan cho nơi mà chúng ta trồng ha. Thì anh chị nào mình cần cái cỏ lạc này á, cỏ đậu phộng này, thì cứ liên hệ với Hoa Kiển Hùng Thi 0918 708 965 để nhân viên Hoa Kiển Hùng Thi tư vấn và báo giá cho mình ha. Với cái giá này rất là mềm, rất là ok luôn. Thì anh chị cứ liên hệ với Hoa Kiển Hùng Thi ngay đi, 0918 708 965, để nhân viên Hoa Kiển Hùng Thi tư vấn và báo giá cho mình ha. Và khi mà chúng em giao cho quý anh chị á, thì một bịch như thế này, một túi như thế này, chúng em sẽ vô 50 bầu. Đó, 50 bầu cỏ lạc vào một túi như thế này đó. Đây, cho quý chị xem quá trình mà chúng em mà vô hàng ha. Chúng em rất cẩn thận để mà cỏ nó sẽ không bị dập và không bị gãy ha. Đó, thì anh chị nào mình cần thì cứ liên hệ vào số hotline 0918 708 965, để chúng ta sở hữu được những cái cây cỏ lạ, cỏ đậu phộng rất là đẹp như thế này. Chúng ta trồng ở sân vườn nè, tạo cái vẻ đẹp mỹ quan khi mà nó nở ra cái hoa màu vàng, nó rất là đẹp luôn quý anh chị ơi. Đó, thì ngoài ra, ngoài cỏ lạc thì Hoa Kiển Hùng Thi á, còn cung cấp một số loại cỏ khác như là cỏ nhung nhật, cỏ sim chi, cỏ lá gừng Thái, cỏ lá gừng ta đó, cho chúng ta đem về chúng ta làm đẹp ha. Với cái giá cả rất là mềm, rất là rẻ luôn. Thì anh chị cần cái liên hệ với Hoa Kiển Hùng Thi nha. Đó, thì bên cạnh đó thì Hoa Kiển Hùng Thi còn cung cấp một số cây công trình nè, cây xanh đô thị, cây tre bóng mát của anh chị, như kèn hồng, me tây, chuông vàng, Osaka đỏ, Osaka vàng cho chúng ta ha. Chúng ta về trồng thi công công trình luôn, rất là ok luôn. Và đặc biệt cái cỏ đậu phộng, cỏ lạc này á, nó rất là dễ trồng nha quý anh chị. Đó, trồng nó rất là tốt luôn. Nó nhằm cái tạo cái vẻ đẹp mỹ quan, thì nó còn gọi nó giúp cho đất chúng ta sẽ không bị xói mòn nha. Nó rất là chắc chắn luôn. Thì anh chị cần cứ liên hệ với Hoa Kiển Hùng Thi 0918 708 965. Thì shop Hoa Kiển Hùng Thi tọa lạc tại số 36 đường DT848, khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, với số hotline 0918 708 965, trực thuộc khu du lịch miệt vườn Happyland Hùng Thi, trực thuộc công ty Hoa Kiển Ngân Cường, đã hoạt động hơn 15 năm. Thì quý anh chị cứ yên tâm về cái vấn đề mua hàng và cách thức thanh toán bên Hoa Kiển Hùng Thi nha. Đó, chúng em sẽ đảm bảo cái hàng rất là chất lượng cho quý anh chị. Đó, hiện tại thì chúng em đã vô cái bọc này là hơn 3.000 bầu để mà giao cho khách. Đó quý anh chị, rất là đẹp luôn. Hiện tại cái cỏ lạc thì cũng đang rất là ưu chuộng nha. Nó cho ra cái hoa màu vàng rất là đẹp. Chẳng hạn như cái này nó ra một hoa màu vàng nè quý anh chị. Đó, tại hiện tại là em vô bọc nên nó cái hoa nó bị bít hết rồi. Thì anh chị nào mình cần cứ liên hệ vào số like 0918 708 965 để chúng ta sở hữu những cái bầu cỏ lạc như thế này, rất là đẹp luôn. Nó giữ cho đất chúng ta không bị xói mòn và nó làm tạo cái vẻ đẹp mỹ quan đô thị cho chúng ta ha. Đó, rất là đẹp luôn. Thì cái ngoài ra nó còn có loại trong cỏ lạc, nó còn có một cái chất đạm giúp gia súc chúng ta ăn rất là phát triển luôn nha. Nhưng mà đa số thì người ta trồng để người ta làm đẹp không à, còn về mà để cho gia súc thì cũng một số thôi đó. Thì shop Hoa Kiển Hùng Thi của chúng em đây, số 36 đường DT848, khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Đó, với anh chị mình mua các mặt hàng Hoa Kiển cứ liên hệ với Hoa Kiển Hùng Thi, với giá cả rất là mềm, rất là phải chăng luôn. Thì anh chị cần cứ liên hệ ngay nha, 0918 708 965. Chúng em cung cấp tất cả các mặt hàng cây kiển hoa lá các loại luôn. Hơn 80% ở làng Hoa Sa Đéc, Hoa Kiển Hùng Thi đều cung cấp cho quý anh chị nha. Đó, rất là ok luôn. Và bây giờ thì Hoa Kiển Hùng Thi cũng xin tạm dừng cái clip tại đây. Nếu anh chị cần cỏ đậu phộng, cỏ nhung nhật, cỏ lá gừng ta, cỏ chim chi thì cứ liên hệ với Hoa Kiển Hùng Thi nha.
0918 708 965. Chúc quý anh chị một ngày thật là mát mẻ, vui vẻ. Xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những clip tiếp theo. Bye bye.